tử vi song tử tháng 5 năm 2023, kinh doanh đầu tư cổ phiếu thuận lợi. Chào mừng các bạn đến với tử vi cung song tử tháng 5 năm 2023. Các bạn có thể vào xem từng mục quan tâm trong phần mô tả và bình luận của video này. Hãy nhớ đăng ký kênh FNL để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Tổng quan. Trong tháng này, Song Tử có thể sẽ gặt hái những kết quả tuyệt vời khi sao Mộc Rahu ở cung địa bàn thứ 11 và sao kim, sao thủy được đặt ở những vị trí tốt. Sao thổ sẽ được đặt trong ngôi nhà thứ 9. Sao mộc, Rahu ở nhà thứ 11 mang lại cho song tử lợi nhuận một cách bất ngờ. Nhưng bạn có thể gặp nhiều thách thức hơn trong công việc do sự hiện diện của sao hỏa trong ngôi nhà thứ hai. Sự hiện diện của sao hỏa trong ngôi nhà thứ hai có thể gây căng thẳng về tiền bạc, sức khỏe và các vấn đề liên quan đến cảm lạnh. Vì sao hỏa là chủ nhà thứ sáu được đặt trong ngôi nhà thứ hai, bạn có thể gặp phải vấn đề trong các mối quan hệ. Cùng xem chi tiết tử vi tháng 5 để biết trong tháng này vận trình của bạn như thế nào về các lĩnh vực gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Tình yêu hôn nhân quan hệ cá nhân Sẽ có kết quả tốt nếu song tử đang yêu. Do đó, những người có dấu hiệu này có thể thành công trong tình yêu. Ngoài ra, sự kết hợp hành tinh của sao Mộc và Rahu trong ngôi nhà thứ 11 cho phép những người chưa kết hôn kết hôn trong tháng này. Theo đuổi bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến tình yêu và hôn nhân có thể thuận lợi trong tháng này vì hành tinh có lợi là sao Mộc chiếm ngôi nhà thứ 11 đối với những người này. Là hành tinh của các mối quan hệ Sao hỏa ở ngôi nhà thứ hai có thể gây ra các vấn đề về hạnh phúc và điều này có thể xảy ra hầu hết với cả những người đã kết hôn và chưa kết hôn. Gia đình và bạn bè Tháng này gia đình sẽ đạt được hạnh phúc và những giá trị tốt đẹp vì sự kết hợp hành tinh của sao mộc, Rahu, sao thủy được đặt ở một vị trí tốt. Sự di chuyển của sao mộc trong ngôi nhà thứ 11 từ cung mặt trăng từ ngày 22 tháng 4 năm 2023 có thể thúc đẩy hòa khí trong gia đình và mọi người thấu hiểu nhau hơn. Nhưng sao hỏa được đặt ở ngôi nhà thứ hai với tư cách là chúa tể ngôi nhà thứ sáu có thể gây ra các vấn đề về tình cảm trong mối quan hệ và có thể gây ra một vài xáo trộn trong tình cảm gia đình, sức khỏe. Những người thuộc cung song tử có thể cần quan tâm đến sức khỏe của mình vì sao hỏa không được đặt ở vị trí thuận lợi. Sao hỏa, ke tu có thể khiến bạn phải đối mặt với căng thẳng cao độ và đau vai, nhưng có thể không có vấn đề lớn. Từ ngày 22 tháng 4 năm 2023, những người thuộc cung này có thể duy trì được sức khỏe tốt vì sao mộc sẽ là cung bạch dương ở cung địa bàn thứ 11 với Rahu. Do các vị trí hành tinh trên, các tình huống có thể trở nên tốt hơn đối với bạn về mặt sức khỏe, sự nghiệp. Đối với những người sinh ra dưới cung Hoàng đạo Song Tử, sự hiện diện của hành tinh sự nghiệp Sao Thổ trong cung địa bàn thứ 9 có thể mang lại kết quả tốt hơn trong tháng này. Sao Mộc, hành tinh lớn khác, chiếm ngôi nhà thứ 11 và do đó, có thể có cơ hội việc làm mới và cơ hội thăng tiến trong công việc hiện tại. Nửa cuối tháng này sau ngày 15 có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho Song Tử về sự nghiệp. Điều này có thể là do vị trí của các hành tinh gồm Mặt Trời, Sao Thủy, Rahu và Sao Mộc trong cung địa bàn thứ 11 tính từ cung Mặt Trăng có thể mang lại cho bạn phạm vi rộng lớn cho sự nghiệp. Có những cơ hội sự nghiệp ở bên ngoài, Song Tử có khả năng thể hiện những kỹ năng độc đáo của họ trong công việc và có thể sẵn sàng làm rất tốt. Nếu bạn đang kinh doanh, thì bạn có thể thu được lợi nhuận tốt và cũng thu được nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác. Bạn có thể có một quan hệ đối tác kinh doanh mới, tài chính. Song tử có thể phải đối mặt với một số thách thức do chi phí cao. Sao hỏa trong cung địa bàn thứ hai của cung mặt trăng của bạn có thể khiến bạn chi tiêu nhiều hơn do những cam kết không mong muốn. Với việc sao mộc đi vào cung địa bàn thứ 11 của bạn, bạn có thể kiếm tiền. Nhờ sự di chuyển của sao Mộc trong tháng này, song tử có thể kiếm được một số tiền kha khá và thậm chí tiết kiệm được số tiền tương tự. Rahu ở ngôi nhà thứ 11 mang đến những khoản tiền bất ngờ, tài sản thừa kế, cho tặng. Thu nhập từ cổ phiếu cũng có thể thành công trong tháng này. Với sao Mộc và Rahu ở nhà thứ 11, những người kinh doanh có thể gặp thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, có rất nhiều cơ hội kinh doanh mới trong tháng này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn năm 2023 nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính tham khảo và nghiệm lý.